Lâu lâu cho nó xuất trường bữa không? Đi vô mấy đường đua nó chạy quá mà chạy được. Còn chạy được. Cái đó mà mày chạy xuống nó lịch. Khá là sợ xuống phóng rồi, ổ cái tui hết cái đường tui luôn. Hả? À? Chết mẹ già. Này nó mạnh mạnh cái nó tốc độ nó mạnh thiệt đấy chứ.
Nó tại vì hai bên này gắn này, hai gắn đều hai cái này nè, xíu hai cái này. Còn chỉnh em. Cái này chỉ có cái lồng đèn gắn vô rồi. Tụt ra tụt vô hoài à. Này có lồng đèn gắn vô là ok. Mình lấy băng keo quấn vòng vòng lại đi. Ờ, lấy băng keo thuốc rồi lại, mình có keo
lại. Rồi, ra rặng cây à. Hả? À, nó rồi đó. Đu, gãy này luôn chưa, còn bung lên đấy. Ừ, bung tung. Phải có cái miếng lọc đạn nha. Tét luôn rồi. Có một lỗ rồi đó. Má nó nợ gắn mấy này không mạnh luôn. Có lồng đèn nó gắn vô. Ồ, quá ngu, lấy cái kẹp ở dưới giữ lên. Đúng rồi, đốt luôn mẹ. Rất hai cây lên ra nữa rồi. Ê, hoa điện còn gì. Vô kéo cái lồng đèn gắn vô cây đây. Hả? Nè. Tell me that you love me.